Ok, chào các bạn. Cái này là cái thứ hai anh khách mua nha. Anh khách mua được hai cái. Mình vừa đấu tụ xịn xong. Con này thì các bạn thấy là cái size nó đó là nó lớn cái kia. Cái miệng á nha, cái miệng hút là 20. Con nhỏ hơn là 1 tấc 2 nha. Con này lớn là tấc 2 tấc. Cái miệng ra cũng là 2 tấc nha. Cái lưu lượng gió thì thôi rồi các bạn, quá dữ luôn với mấy con này các bạn. Giống như hàng chuyên dụng á nha. Hàng chuyên dụng để đẩy một cái lượng không khí rất là lớn nha. Cái lưu lượng khí á, đẩy rất là lớn. Nó không mạnh như phản lực nha các bạn, nhưng mà nó cũng các bạn xem nha. Nè. Đấu đây, đấu tụ hết dây nha, cấp nguồn 220. Ồ. Cái lưu lượng gió nó rất là lớn các bạn. Cái lượng gió đi á. Nó không mạnh như phản lực nha, nhưng mà cái lượng gió nó rất là lớn luôn á. Cái lượng gió nó ra rất là nhiều. Hút. Quá dữ. Ok, cảm ơn khách ủng hộ hai cái nha. Những con này là những con chuyên dụng nè các bạn. Ở đây thì nó sẽ có cái ống á, cái ống 2 tấc nha. Cái ống nhôm các bạn nha, còn nè. Người ta làm còn sót lại nè, dán vô đây nè. Tức là nó dẫn nha, trong mấy cái nhà mà tòa nhà lớn á, nó sẽ có những cái như là hút qua bếp hay là, nhưng không, mình không nghĩ hút bếp đâu. Mình nghĩ mấy cái này nó sẽ hút trong những cái hệ thống mà cần cung cấp không khí cho những cái tòa nhà hay là như thế nào đó các bạn ha. Con này của Germany nha, cánh là cánh nhôm. Xin lỗi nha, anh khách về chịu khó anh vệ sinh thêm nha. Mình sẽ vệ sinh sơ sơ nhưng mà anh sẽ kỹ thì anh vệ sinh thêm giùm. Đây là cái thứ hai. Hàng limited. Đâu rồi? Đây. Các bạn xem nha. 230 nè. 50 hạt nè. 115W. Con này lớn hơn con kia. Như của Germany các bạn. Mấy con này thì hiếm có hàng ấy nha. Mình thấy đa phần là hàng Germany hay là Sweden hay là những cái hàng mà ấy á. Hàng xịn xịn. Đây là con thứ hai. Đó, anh khách chốt hai con nha. Còn một con này anh khách cũng rất là quan tâm. Con này nè các bạn. Thì sẵn thì mình test luôn cho anh nha. Anh có lấy thì lấy. Test luôn cái này. Ok. Cái này cũng hàng rất là xịn sò. Con này nặng trịch luôn các bạn. Chuyên hút. Nè các bạn xem nè, con này quạt chuyên hút nhiệt nha các bạn. 230 nè, 50 hạt nha. Đó. 253W, watt giờ. 2110 vòng phút. Con này ok, con này mình đợi mình test nha. Con này thì cơ cấu nó cũng giống như trên con kia các bạn, là 3 dây. Nó chạy tụ nha. Con này chạy tụ 5mi nha, chạy tụ 5mi. Quay thì rất là êm. Tụ thì mình lấy một lô 10 con tụ xịn nha các bạn. Mấy cái Japan nè các bạn. Đấu hết cho khách rồi, để ngày mai đi mình gom thêm 10 con, 20 con nữa nha. 15mm nó hơi lớn. Mình phải tìm đúng 5-6mm các bạn, nó không có được sai lệch nhiều nha. Sai lệch nhiều thì nó chạy, nó nhanh nóng. Cái mi đó các bạn, người ta cũng tính nha. Tính theo công suất ra chứ không phải là lấy đại cái nào là được nha các bạn. Cái túi này à. 12mm.
Mình nhớ là còn một số con đó. Ở đâu rồi? Ok, cái này thì mình sẽ test cho anh khách cái lô này các bạn. Bữa nay mình lôi ra ngoài hết nha, mình xả giá cực rẻ nha. Khách nào có mua được thì ủng hộ nha. Mình xả hết ra kho các bạn. Các bạn thấy những con diode của Mitsubishi nè, mình xả 100k bao ship nha. Mấy con này thì các bạn hàng xăng red là hàng Japan của thằng Mitsubishi á nha. 60 ampe, 160V, rất là nhiều luôn á nha. Diode xịn nè, nên mình xả ra hết. Trong đây thì diode đã hết, mấy con tụ đã hết, chục con tụ đi lẹ thiệt các bạn, mới mấy ngày à. Để mai mình đi thấy thì gom thêm 20 con nữa, tại vì tụ xịn đó, nó chạy rất là ngon, nó êm, nó không có giật. Còn mấy con tụ tàu lao thì nó giật các bạn, nó không có ngon. Ok, 2.5mm cũng được nha, để đấu vô test cho anh một cái nha. Rồi có thể ngày mai á, thay con tụ xịn đúng mi của nó, đúng 5-6mm của nó rồi giao cho anh nha. À, nó để nè 6 hoặc 5mm. Ok, anh đợi nha. Ngoài ra thì còn thêm một cái quạt lớn nữa, khách nào có nhu cầu thì liên hệ mình sẽ test luôn. Ngoài ra một con hồng hút là 3 tấc. Con này đấu đầy đủ hết, chạy luôn. Giá 1 triệu 2 bao ship nha, 1 triệu 2 bao ship. Còn hai con này đã bán cho anh nha. Và bữa nay mình test thêm những con động cơ dynamo phát điện nè, và thêm một số con cho khách nữa. Các bạn đợi video nha.